Sống khôn ngoan, nếu gặp phải 5 loại người này, hãy cố gắng tránh càng xa càng tốt. Rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị đã từng nghe đến câu nói nổi tiếng rằng bạn là trung bình của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh rồi, đúng không ạ? Dẫu biết bạn tốt đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có may mắn gặp gỡ thật nhiều những người bạn tốt. Bởi vì trong thực tế sẽ luôn có những kẻ độc hại sẽ chen vào cuộc sống của quý vị và sử dụng năng lượng tinh thần, sự kiên nhẫn cũng như hạnh phúc của quý vị. Và việc chúng ta nên làm vẫn là tránh thật xa họ. Trong video ngày hôm nay, Ngẫm Sự Đời sẽ chia sẻ với quý vị về 5 kiểu người mà quý vị phải tuyệt đối tránh xa nếu không muốn năng lượng tiêu cực của họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, quý vị nhé. Vậy những kiểu người đó là ai? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đầu tiên, kẻ buôn chuyện. Buôn chuyện dường như đã trở thành thói quen của rất nhiều người rồi. Từ những câu chuyện phiếm thông thường cho đến những chủ đề đang hot, rồi thậm chí là đời tư cá nhân của bất kỳ ai đều có thể trở thành chủ đề cho các con buôn tụ tập. Nhưng quý vị có đồng ý với Ngẫm Sự Đời rằng những kẻ buôn chuyện là một thế lực quỷ quyệt trong bất kỳ tổ chức nào, đúng không ạ? Rất nhiều khi, họ khiến cho chúng ta cảm thấy như họ đang đưa mình vào thế giới bằng cách chia sẻ thông tin tế nhị với chúng ta. Có vẻ như tất cả những gì họ làm là tập hợp và phân tích trò chuyện về người khác. Nhưng quý vị ơi, hãy nhớ là khi ai đó muốn nói với quý vị về người khác ở sau lưng, đó gần như luôn là một tình huống không tốt đẹp. Nó không làm tăng thêm giá trị cho cuộc sống của quý vị. Và nếu như kẻ buôn chuyện nói chuyện với quý vị, có thể chắc chắn rằng họ cũng đang nói về quý vị với những người khác nữa. Nếu quý vị đang đi làm trong môi trường công sở hay bất cứ một công việc nào, thì những người đồng nghiệp buôn chuyện này luôn là đối tượng mà quý vị phải hết sức dè chừng đấy ạ. Khi người đó cảm thấy có khả năng tiếp cận với quý vị, họ sẽ lặp lại điều này nhiều lần. Mọi người nhìn thấy quý vị và kẻ đó đi cùng với nhau và thậm chí họ có thể gán cho quý vị cũng là kẻ buôn chuyện chỉ vì quý vị có liên quan đến loại người không tốt này. Trên thực tế, việc giao du với một kẻ buôn chuyện thực sự có thể làm quý vị bị tổn thương bất cứ lúc nào. Hãy suy nghĩ về cảm giác của quý vị sẽ như thế nào nếu biết ai đó đang nói xấu quý vị sau lưng. Chắc chắn là cảm giác không hề dễ chịu chút nào, đúng không ạ? Thế thì cũng đừng làm điều đó với người khác, quý vị nhé. Thứ hai, kẻ thao túng. Gần đây, cụm từ thao túng tâm lý trở thành từ khóa hot trên khắp các trang mạng xã hội. Lý do là bởi kẻ nào sở hữu năng lực này luôn ý thức được việc mình muốn gì và sẽ lợi dụng chúng ta để đạt được điều đó. Những kẻ này không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của quý vị đâu. Có vẻ như càng dành nhiều thời gian cho họ, quý vị càng có ít sức mạnh hơn cho cuộc sống của mình. Gắn bó với người này quá lâu, và cuối cùng quý vị sẽ tự nguyện làm bất cứ điều gì họ muốn mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Hầu hết chúng ta đều không hành động mà không có mục đích, nhưng kẻ thao túng đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của họ với sự trả giá của mọi người xung quanh. Thao túng có thể có nhiều hình thức, nhưng cách thao túng thông dụng nhất là trùm mũ nạn nhân. Ngẫm Sự Đời cũng có một người bạn đang trong một mối quan hệ độc hại. Bạn gái của anh ấy đang kiểm soát và lợi dụng anh ấy. Và dường như mỗi khi anh ấy thoát khỏi tình huống tiêu cực, cô ta lại thao túng anh ấy trở lại. Bất cứ khi nào anh ấy cố gắng rời đi, cô ta đều giả vờ khủng hoảng về sức khỏe để khiến anh ấy cảm thấy có lỗi với cô ta. Vì bạn tôi là một chàng trai tốt nên anh ấy cố gắng làm cho cô ta cảm thấy tốt hơn. Gặp những kiểu người như thế này, hãy cố gắng nói không với họ ngay từ đầu. Đừng để bản thân lún sâu hơn vào cái hố mà họ đã đào sẵn, quý vị nhé. Thứ ba, kẻ phán xét. Với những kẻ như thế này,
bất kể những gì mà quý vị nói, suy nghĩ hay cả hành động, kẻ phán xét sẽ luôn có một số lời chỉ trích. Kẻ phán xét không bao giờ đặt họ vào vị trí của quý vị để suy nghĩ xem lý do vì sao chúng ta lại làm như thế. Điều họ quan tâm duy nhất là những gì quý vị đã làm hoặc không làm. Càng dành nhiều thời gian cho họ, quý vị sẽ càng cảm thấy chán nản. Với những kẻ như thế, quý vị sẽ không bao giờ có thể làm cho họ hạnh phúc. Và nếu ý kiến của họ về quý vị ảnh hưởng đến giá trị bản thân quý vị, và quý vị cũng sẽ phải chịu đựng sự khốn khổ. Khi quý vị làm việc với một kẻ phán xét, thì tất nhiên quý vị sẽ luôn phải nhận lỗi. Ngẫm sự đời có một người bạn đã kết bạn với một doanh nhân chăm chỉ. Người doanh nhân này yêu vợ rất nhiều. Thật không may, vợ anh ấy là một trường hợp điển hình của loại người phán xét. Thường thì anh ấy phải đi công tác xa trong thời gian dài. Cô ta trách móc và bực bội vì anh ấy đi vắng quá lâu, mặc dù công việc của anh ấy đòi hỏi điều đó. Điều quan trọng là những nỗ lực của anh ấy đã mang lại một ngôi nhà, mang lại sự an toàn và cho họ có một cuộc sống đầy đủ. Dù cho anh ấy cố gắng làm cô ta hạnh phúc đến mức nào đi nữa, cô ta vẫn mệt mỏi và bới lông tìm vết để hạ thấp anh ấy. Quý vị chắc chắn cũng không muốn những kẻ như thế xuất hiện trong cuộc sống của mình, đúng không nào? Thứ tư, kẻ phóng đại. Quý vị ạ, một người phóng đại không biết cách giữ một vấn đề nhỏ. Họ thường dùng những câu nói như bạn không bao giờ làm hay bạn luôn luôn như vậy. Họ không dành thời gian để xem xét các bước mà quý vị đã thực hiện để sửa lỗi hoặc khắc phục sự cố của mình. Đối với một kẻ phóng đại, mọi thứ như một ngày tận thế. Hãy tưởng tượng nhé, nếu như quý vị ở trong một nhóm và đăng lên kế hoạch cho một bài thuyết trình lớn, quý vị được phân công là một phần việc của bài thuyết trình. Nhưng sau đó, một người nào đó trong gia đình bị bệnh và phải đến bệnh viện. Thế là quý vị bỏ lỡ thời hạn chuyển một phần dự án của mình cho nhóm. Nhưng còn hơn một tuần nữa mới đến hạn nộp bài thuyết trình cuối cùng. Hầu hết mọi người sẽ hiểu những hoàn cảnh khó khăn này và một số ít có thể đề nghị giúp quý vị hoàn thành công việc trong thời gian căng thẳng này. Tuy nhiên, kẻ phóng đại thì không hành xử như vậy. Một kẻ phóng đại sẽ coi thời gian vắng mặt là một sự giám sát khủng khiếp, thể hiện sự thiếu cống hiến của quý vị cho nhóm. Họ sẽ tiếp tục treo thời hạn bỏ lỡ này trên đầu quý vị sau khi thuyết trình, thậm chí còn làm quá lên và tìm đủ cách để đay nghiến bạn khi có cơ hội. Thứ năm, kẻ thể hiện cảm xúc. Trở nên dễ bị tổn thương khi nói về cảm xúc có thể có giá trị trong các mối quan hệ. Nhưng đôi khi mọi người đưa điều này đi quá xa. Kẻ thể hiện cảm xúc thích nói về cảm xúc, nhưng họ không bao giờ làm điều này theo cách tốt đẹp. Đây là kẻ liên tục nói với quý vị về những điều họ cảm thấy, nhưng lại không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào để cải thiện tình huống xấu. Thật dễ dàng rơi vào cái bẫy nói chuyện này thay vì các hành động. Nếu quý vị chơi với một kẻ thể hiện cảm xúc, sớm hay muộn thôi, quý vị chắc chắn cũng sẽ trở nên giống như họ. Những người như thế này có thể bị cuốn vào cuộc thảo luận cảm xúc của họ đến nỗi mất khả năng giải quyết vấn đề. Đây không phải là một cách sống hiệu quả hay lành mạnh. Kẻ thể hiện cảm xúc đến với quý vị với một vấn đề cá nhân phải được khắc phục. Họ sẽ nói với quý vị về mối quan hệ khủng khiếp hoặc ông chủ độc ác của họ, nhưng họ không sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề của họ. Họ không cắt đứt quan hệ với người làm hại họ và cũng sẽ không tìm kiếm một công việc mới. Bất kỳ đề nghị nào mà quý vị đưa ra để làm thế nào cải thiện cuộc sống của họ sẽ gặp phải sự kháng cự của họ. Tôi không thể làm điều đó và tôi đã thử nó. Đó là một vài câu trả lời mặc định mà người biểu lộ cảm xúc sẽ dành cho quý vị khi quý vị thách thức họ đối mặt với vấn đề của chính họ. Và quý vị biết không, khi quý vị cho phép những kẻ độc hại này vào cuộc sống của mình, cũng đồng nghĩa với việc
là quý vị đang tự tạo cho mình một trải nghiệm buồn bã, bực bội và vô cảm. Quý vị có thể cảm thấy khó khăn khi loại những người này ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng nếu họ ảnh hưởng tiêu cực đến mình thì quý vị cần phải hành động. Quý vị có một lượng thời gian và năng lượng hạn chế để áp dụng tất cả những điều quý vị muốn làm với cuộc sống của mình. Đừng cho phép một kẻ độc hại cướp đi tiềm năng của quý vị. Quý vị ơi, nếu như trong cuộc sống của quý vị đang có 5 kiểu người kể trên, thì ngấm sự đời khuyên quý vị hãy tránh xa ngay từ bây giờ. Bởi giao du càng lâu lại càng dễ rước họa vào thân đấy quý vị ạ. Quý vị thân mến, có người từng nói có vài người bạn tri kỷ còn hơn là có cả nghìn người bạn nhưng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Đặc biệt trong thời đại mà các phần mềm mạng xã hội ngày càng phổ biến, không ít người vẫn luôn nghĩ cách để mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội. Nhưng về sau mới dần phát hiện ra những cái ôm rẻ tiền ấy giống như mối quan hệ xã giao kia chỉ càng khiến cho ta cảm thấy cô đơn hơn mà thôi. Cuộc đời của mỗi người đều sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Phần lớn trong số đó đều chỉ là khán giả đứng ngoài nhìn vào cuộc đời gập ghềnh, bôn ba, vất vả của chúng ta. Có rất ít người sẽ thực sự tham gia vào cuộc sống của chúng ta, sẵn lòng chia sẻ, tâm sự với ta. Lúc thành công sẽ ở bên cạnh mỉm cười, chung vui với ta. Còn lúc ta thất bại, rơi xuống đáy vực của cuộc đời sẽ thật lòng kéo ta đứng dậy. Đa số bạn bè rồi sẽ dần dần rời xa nhau. Đây là kết cục của phần lớn tình bạn thông thường. Vì thế chơi cùng một người là cả một quá trình chọn lọc, có thể ở lại đến cuối cùng mới chính là tình bạn đích thực. Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết trước mình sẽ gặp ai. Gặp được người mình thích là may mắn, gặp phải người mình ghét mới đúng là câu chuyện cuộc đời. Một điều hiển nhiên là dù đi đến đâu, chúng ta vẫn không thoát khỏi những người mình ghét. Nếu trong cuộc sống của quý vị tồn tại những người như thế này, thì hãy chủ động hủy kết bạn với họ ngay nhé. Thứ nhất, bất đồng quan điểm. Ngày mới vào công ty, bạn của ngẫm sự đời có làm thân được với một đồng nghiệp. Hai người vừa là đồng hương, vừa bằng tuổi nhau, vì vậy quan hệ rất thân thiết, gắn bó. Tuy nhiên sau đó, bạn tôi mới cay đắng nhận ra hai người vốn dĩ chẳng hề hợp nhau. Bạn tôi than thở, dạo gần đây hay phải tăng ca. Đối phương lại đáp, tăng ca là được thêm tiền, hà cớ gì phải ca thán. Bạn tôi say mê kể về thần tượng của mình, người ấy lại không tiếc lời chê bai và hạ thấp thần tượng đó. Thậm chí người đó còn bảo bạn tôi thích xem những bộ phim nhảm nhí và rẻ tiền. Quá đáng nhất chính là lần bạn tôi nói không thích yêu đương mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân. Đối phương chốt cho một câu, đợi đến khi cậu là một bà cô ế chồng, lúc đó chắc chắn cậu sẽ hối hận. Cho dù bạn tôi đã nhiều lần phản đối, nhưng đối phương vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng bạn tôi dần tách khỏi người đồng nghiệp ra. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Quý vị thấy không? Nói chuyện với những người lệch sóng là chuyện vô cùng khó chịu. Sự khác biệt về trải nghiệm, kiến thức và tư tưởng khiến quý vị dù có nỗ lực đến đâu thì cũng chỉ khiến đối phương nghe như vịt nghe sấm. Vậy nên ngẫm sự đời nghĩ rằng quý vị không nên để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận với những người này, nhưng cũng không nhất thiết phải gạch mặt họ. Nếu như quý vị muốn tìm lại bình yên cho bản thân, tốt nhất là quý vị nên giữ im lặng và thiết lập với những người đó một khoảng cách hợp lý. Khi tư tưởng và đẳng cấp khác nhau, những cuộc tranh luận chỉ là tốn công vô ích mà thôi, thậm chí còn khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Nhà văn Haruki Murakami từng nói, không phải tất thảy các chú cá đều bơi trong cùng một vùng biển. Một số người vốn đã được định sẵn không đi chung đường với ta, chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian và tâm sức cho họ. Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người bất đồng quan điểm với mình. Đừng cố ép bản thân phải hòa hợp hay phân cao thấp với họ, bởi đó là những điều tốn công vô ích quý vị ạ.
hãy thiết lập khoảng cách an toàn cho mình. Sau đó chúng ta hãy tập trung làm cho tốt chuyện của bản thân. Thứ hai, tính cách không hợp. Khi gặp một người mới, con người sẽ dựa vào ấn tượng đầu tiên của bản thân để đưa ra những nhận xét về người đó. Những nhận xét đó đa phần được xuất phát từ cục bộ rồi phát triển ra toàn thể. Vì vậy chúng ta thường đánh giá người khác một cách phiến diện, đúng không quý vị? Đặc biệt là đối với những người mình ghét, chúng ta thường phủ nhận toàn bộ điểm tốt và phóng đại điểm xấu của họ. Điều này khiến chúng ta trở nên tầm thường và nhỏ nhen. Ngược lại, người có tầm nhìn sẽ biết tìm ưu điểm trong những khuyết điểm của người khác. Vì vậy, họ mới thường nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn chúng ta. Bố của Ngẫm Sự Đời từng nói, người có bản lĩnh là người dám hợp tác với người mình ghét. Ông từng kể câu chuyện về người có thu nhập cao nhất trong nhóm bạn thời trẻ của ông. Người đó làm việc tại một ngân hàng. Một hôm, sếp có hỏi bạn, ông có muốn làm việc chung với một đồng nghiệp đặc biệt hay không? Người này tính cách kỳ quặc khiến cả công ty đều thấy ghét. Nhiều người thà thôi việc còn hơn là phải làm việc cùng người đó. Bạn của ông nghĩ người này dù đáng ghét nhưng vẫn trụ lại ở công ty lâu đến vậy. Chắc hẳn năng lực không phải tầm thường, vì vậy anh đã không đắn đo quá lâu mà đồng ý ngay. Anh tạm gác lại cảm tính cá nhân để làm việc với người đó. Công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ và bạn của ông cũng được sếp hết lời khen ngợi. Quý vị có đồng ý với Ngẫm Dự Đời rằng thế giới này ra sao phụ thuộc vào việc bạn muốn nó có hình dạng gì mà thôi, phải không nào? Trong cuộc sống, quý vị vẫn có không ít lần phải làm việc với người mình ghét. Vì vậy chúng ta nên tạm thời buông bỏ bất đồng, hãy bắt tay nhau để tìm kiếm lợi ích chung. Công ty của tôi có anh trưởng phòng tính tình bảo thủ và cố chấp. Rất nhiều người đã phải từ chức vì không chịu nổi anh ta. Chỉ có một mình anh Dũng là chấp nhận làm việc dưới quyền anh trưởng phòng kia. Lúc đầu anh Dũng cũng ghét trưởng phòng, nhưng lâu dần anh mới nhận ra năng lực của trưởng phòng quả thực không tầm thường. Tác phong làm việc nhanh gọn, dứt khoát. Những khách hàng khó tính đều được trưởng phòng giải quyết ổn thỏa. Hơn thế, anh cũng nhận ra chỉ cần anh khen và chịu nghe lời trưởng phòng thì trưởng phòng cũng không gây khó dễ cho anh. Từ đó, anh mới buông bỏ những định kiến trước kia của mình mà quyết tâm đi theo trưởng phòng học hỏi. Chỉ sau nửa năm, anh đã tiến bộ vượt bậc và được cất nhắc lên chức phó phòng. Quý vị ơi, kỳ thực là một người trưởng thành sẽ nhìn thấy sự hữu dụng của người khác từ chính những khuyết điểm. Họ biết đi tìm những điểm tương đồng trên những xung đột vốn có. Chúng ta không nên liên tục công kích về khuyết điểm của đối phương để rồi tiệt cả đôi đường. Tại sao quý vị lại không thử nhìn vào những ưu điểm của họ để tìm được tiếng nói chung? Chúng ta không có cách nào để thay đổi người khác, nhưng lại có thể thay đổi thái độ của bản thân đối với người đó. Điều này sẽ khiến cho việc hợp tác với họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều đấy quý vị ạ. Thứ ba, buông bỏ chuyện không liên quan đến mình. Thời gian quá ít mà đời lại có quá nhiều thứ, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là quý vị cần phải quan tâm hết. Đời người ngắn ngủi và cũng chẳng sung sướng gì. Vậy hà cớ chi mà ta phải phiền lòng vì người mình ghét và những chuyện không đâu. Hãy dùng quỹ thời gian có hạn của mình đầu tư cho những thứ chất lượng. Hãy giải phóng bản thân ra khỏi những thứ tầm thường và nhỏ bé. Trong cuộc sống, Ngẫm Sự Đời khuyên quý vị đừng quá nhạy cảm hay chấp trách. Tục ngữ có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu quý vị cứ tốn thời gian vào việc hận thù những kẻ từng bắt nạt và phụ lòng quý vị, điều này chỉ làm cho vết thương trong lòng của quý vị thêm sâu. Thế nên quý vị ạ, đừng quá để tâm đến những chuyện hay những người chỉ đem đến những năng lượng tiêu cực cho mình. Hãy nhớ đừng quan tâm đến người mình ghét. Hãy buông bỏ thay vì tha thứ cho những chuyện đau lòng trong quá khứ. Chỉ có như vậy thì quý vị mới có thêm được nhiều niềm vui mới. Và cuối cùng, hãy làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Quý vị ơi,
hãy luôn nhớ là khi quý vị còn ghét một người, có nghĩa là người đó vẫn luôn quẩn quanh trong cuộc sống của quý vị. Quý vị chỉ có thể lớn mạnh khi quý vị thoát ra khỏi những ám ảnh về họ. Cho dù quý vị có nỗ lực đến đâu, thì có một sự thực là quý vị vẫn không thể làm bạn với một số người. Thế thì tại sao quý vị phải hao tâm tổn sức làm gì để rồi tự mình làm khổ mình? Nếu đã không tìm được tiếng nói chung, thì đừng cố hòa hợp mà hãy giữ khoảng cách. Nếu tính cách khác biệt, đừng bỏ chạy mà hãy kiến tạo lợi ích chung giữa đôi bên. Chuyện không đâu hãy buông bỏ, đừng tự chuốc phiền não vào thân, đừng cứ chìm đắm vào sự phiền não. Ngẫm sự đời mong rằng quý vị hãy dùng thời gian cho những việc xứng đáng hơn, thay vì cứ phải đi ghét người khác để nâng cao giá trị bản thân, thì tại sao chúng ta không nỗ lực để chứng minh bản thân mình mỗi ngày? Khi quý vị giỏi hơn, quý vị cũng tự nhiên sẽ không còn bận tâm đến những người khiến mình không vừa ý nữa. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.